Xin trân trọng giới thiệu với các bạn phần mềm Lumion 10. Thật thú vị khi thấy trí tưởng tượng của chúng ta hiện ra ngay trước mắt. Tôi khuất phục khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên, khi họ đắm mình vào và cảm nhận từng âm thanh, ánh sáng, màu sắc trong khung cảnh. Cách thức tương tác với thực tại ảo ngày càng nhanh hơn. Tốc độ điều chỉnh nội dung thiết kế nhanh và mạnh, quy trình tối ưu hóa giúp giảng viên một kiến trúc có thể chỉ dẫn học viên ngay trên bản vẽ. Tốc độ làm mịn hình ảnh và render video của Lumion 10 đứng top đầu so với tất cả các phần mềm thiết kế đồ họa trên thế giới. Tính năng kết nối trực tuyến giúp tăng tối đa khả năng hợp tác làm việc nhóm từ xa của chúng tôi. Xin hân hạnh giới thiệu phần mềm Lumion 10. Với hình ảnh thiên nhiên, cây cối, hoa lá siêu mịn, siêu đẹp. Và hơn 5.600 đối tượng mới được thêm vào thư viện sẵn có của chúng tôi. Với tính năng photo matching, tích ứng hình ảnh. Những mẫu xe mới nhất được thêm vào thư viện miễn phí. Những nhân vật hoàn toàn mới được thêm vào thư viện chưa từng có trước đó. Chế độ xem trước video và hình ảnh với độ phân giải siêu cao. Lumion được tích hợp trí tuệ nhân tạo trong phân tích phong cách nghệ thuật. Cùng với tính năng thay đổi bối cảnh theo vị trí địa lý trên bản đồ thực tế. Tính năng bài trí đối tượng bằng bút vẽ hoàn toàn mới. Khung cảnh bầu trời đêm siêu thực. Khung cảnh ban ngày tuyệt đẹp. Và khung cảnh cực quan hoàn toàn mới với độ phân giải cực cao được thêm vào. Chế độ bản đồ thực tại ảo hoàn toàn mới với độ phân giải rất cao. Và tất cả những phẩm chất của một bản render được tích hợp trong Lumion 10. Và xin hân hạnh giới thiệu Lumion 10 đã sẵn sàng để tải về trên website www.lumion.com.